Một em ngựa bạch các bạn, giá khá là cao. Các bạn biết con này người ta báo bao nhiêu tiền không ạ? Con này cao đấy các bạn, ngựa bạch. Ngựa bạch bao giờ cũng cao. Bởi vì nó cao nên người ta lấu cao. Và xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tây Bắc TV1. Và chúng ta đang đứng ở chợ Phiên, chợ Bắc Hà, khu vực chợ ngựa. Còn châu bò thì mình giới thiệu rất là nhiều rồi các bạn. Châu bò bây giờ là bán hết rồi. Mình quay cho bạn xem con ngựa bạch này nhá. Một em ngựa bạch khá là cân đối, đẹp. Đấy, con này người ta báo 80 hả bác? Đấy, 80 triệu các bạn. Ở bên kia thì còn khá là nhiều ngựa, nhưng mà hôm nay mình dành video riêng các bạn, cụ thể chi tiết cho các bạn xem em ngựa này. Đấy, 80 triệu. Đấy, mình vừa hỏi bác rồi. Con đấy thì bác không phải chủ, nhưng chủ là một bạn khác, một bạn trẻ cơ. Nhưng mà mình cũng hỏi từ sáng rồi. Mình giở vờ đi hỏi hai lần, xong quay đi xong mình lại hỏi, người ta vẫn báo. Và hỏi một số người khác, người ta cũng báo là 80 triệu. Chính tỏ là người ta báo chuẩn cho mình các bạn. Còn đấy là giá báo, còn giá thực tế thì con này chắc là chỉ bớt được một tí thôi các bạn, không bớt được nhiều. Con này là xem ngựa đực hay ngựa cái nhỉ. Con này đang rét nó tụt khẩu súng vào các bạn. Nói chung là con ngựa đực nhé các bạn nhé. Một em ngựa đực. Con này nó cao tầm mình nghĩ là nó cao vào tầm 1 mét đấy, 1m2 các bạn. Đấy, cao tầm 1 mét đến 1m23. Đấy, chứ chắc chưa được 1m2 lắm. Đây, đứng cao cho các bạn xem này. Đấy, cao tầm 1m25, 23 đấy các bạn. Nói chung là cũng em. Đấy là theo sự sơ đoán đấy, cũng không rõ lắm. Vì đoán bao giờ nó chỉ tương đối đấy. 80 triệu đấy bác. Bạch 80 triệu này. Vâng, thế họ báo vậy. Báo 80 triệu trả rồi. Thế họ trả bao nhiêu bác biết ạ? Chưa ấy ạ. Quay riêng một video về con này. Nếu mà bác mua bác trả được con này với giá bao nhiêu? Nếu mà mua đấy. Nếu mà bác trả tiền thì con này ấy. Con này bớt được bao nhiêu cậu ơi? Con này giờ bớt được giá bao nhiêu? Ví dụ là mua là bớt được bao nhiêu? Vừa mới ra nên đây có người bảo 70 có bán không? À. Mình đã nói gì đâu. 70 bán không? Muốn hỏi 70 có bán không? Mình 70 bán không? Không bán. Không bán à. Thế chốt được bao nhiêu? Chốt bao tiền? Thấp nhất rồi. 75 thì bán. 75. 75 à. Càng nhờ. 71 bán đúng không? Ví dụ thế. Cảm ơn anh Tây Bắc TV đây rồi. Đây đây nhá. Cho lên trên hình tí kênh nhá. Xong là quay đi chơi. Con ngựa bạch này. Đấy, ngựa bạch. Đấy đang dành video riêng để quay anh con này. Rất hay xem kênh này của em. Tôi đi chơi là chính thôi. Thì ngày chủ nhật không có việc làm. Tây Bắc TV đây, lúc hôm nào mà chả quay. Cho lên truyền hình tí mấy khi về bảo lên đáng nhầm. Đấy, ở Yên Bái nhỉ? Yên Bái. Yên Bái City. Vâng, Yên Bái. Yên Bái đi qua nhiều lần rồi nhưng mà không tạt Yên Bái thôi. Quay cùng con ngựa bạch tí. Đấy. Hay là chụp ảnh tí nhỉ, làm kỷ niệm tí nhỉ? Để nào nào đứng YouTube ấy. Đứng gần là nó đá. Em giữ cho anh trèo lên nó em. Ôi nó đá phát chết đùa. Đá đấy đá. Mấy bác ở Yên Bái các bạn. Người Yên Bái. Bác tên gì? Kiên. Yên Bái là biển số bao nhiêu nhỉ? Cháu lại quên rồi. 21 à? Yên Bái 21. 21. Lào Cai 24. Rồi. Cháu thấy là xe 90 Hà Nam này, 21 Yên Bái này, 37 Nghệ An này. Đấy, mấy xe hay lên đây. Phú Thọ thì quên biển này. Phú Thọ 19. À 19 ạ. Vĩnh Phúc 88 hay Cổ Lạc. Đây ông kia này. Ai mua ngựa bạch đi. Đây đang lên truyền hình đây rồi. Qua rủ anh đi, anh chẳng đi, chị chẳng cho anh đi. Mấy bác ở Yên Bái các bạn. Mấy bác ở Yên Bái lên tham khảo giá cả cũng như là mua châu bò về cho. Ê, các chủ. Ở nhà một bò đi.
À, bác cho em lên tí live stream nhỉ. Đây, đăng lên. Đây, bác này, bác đang lên TikTok này. Đây. Đã quay ngựa bạch má. Đây, bác ấy quay lên truyền hình. Đây, đang quay ngựa bạch. Đây. Anh cho em lên tí nhỉ. Đây. Ngựa đá này, cẩn thận. Đá vỡ. Bác lên suốt từ nãy rồi. Lên rồi, lên tí. Trời mẹ em. Đây, bác ơi. Bác cứ vào kênh là xem thấy. Tối trưa ngày mai, trưa ngày mai. Trưa ngày mai lên nhá. Hẹn trưa ngày mai. Trưa mai lên. Vâng. Trưa ngày mai, anh bảo 12 giờ trưa mai. Trưa mai. Vì ngựa em toàn úp vào buổi trưa thôi. Còn bao nhiêu giờ trưa mai có anh hả? 12 giờ trưa ngày mai. À đấy, 12 giờ trưa ngày mai. Đây bác ơi. Không, đây là anh lên mạng thôi. Úp lên kênh thôi. Ok, mình sẽ quay sát cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Ôi, lên như này lắm cái hay lắm. Làm cái hay lắm. Ôi, cái gì có đêm đi cả đêm này. Thế chú mới lên đây lần đầu à? Lên nhiều rồi chứ. Đấy, em hả? Chú vâng, lên đây nhiều đấy chứ. Lên 5-7 lần. Thấy nhiều rồi mà. Trên này giá cả hợp lý. Ô, sao dưới đấy có chợ trâu có chứ nhỉ? Dạ. Dưới đấy có chợ trâu có chứ? Có nhưng mà ít ạ. Số lượng nó ít hơn đúng không ạ? Vâng, trên này nhiều thật ạ. Đấy, con này báo 80 triệu này. Con này ngựa bạch. Con ngựa đực nhá, con này ngựa đực. Trưa mai anh cứ mở tivi ra đây thấy này. 75 triệu người ta bán. Báo 80, 75 mới bán. Đây là trưa mai bác mở tivi là thấy rồi. Vâng, 12 nhưng mà phải 12 giờ trưa mai cơ. Hẹn mọi người 12 giờ trưa mai úp. Lên kênh YouTube. Kênh Tây Bắc TV1 ạ. Tây Bắc TV1 ạ. Đây, anh gì nhỉ? Hải Hải ạ. Anh Hải, Tây Bắc. Hải Bảo Thắng. Bảo Thắng. Nhưng mà ở... Lên YouTube là kênh Tây Bắc TV1 ạ. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem nhé. Chắc cho ông ấy tắt hả? Con này muốn quay gần quá mà khó các bạn. Bởi vì nó lăng động. Sorry cả nhà nhé. Bởi vì là đáng nhẽ là quay video người ta quay nhiều con. Nhưng mà mình tạm thời hôm nay mình dành riêng cho một con ngựa này một cái video. Bởi vì là nó là ngựa bạch nên nó đặc biệt các bạn. Mình quay vào video riêng để cho các bạn xem cho nó kỹ. Ngựa thì quanh đây khá là nhiều này các bạn này. Đấy, nhiều lắm. Những con tầm 35-40 triệu đến 45 triệu thì rất là nhiều. Đấy. Ví dụ như con kia người ta báo là tầm 30 triệu kìa các bạn này. Cái con bạn ấy đang cầm dây thừng kìa. Nhưng mà con đấy mình không quay. Con ấy có một video tổng thể rồi. Đấy, mình chủ yếu là quay con này riêng. Nhưng mà con này nó hơi nhát các bạn. Nó không được thuần lắm. Hoặc là lý do thứ hai là nó thấy con cái ở bên cạnh này các bạn này. Đấy, những con đực, những con ngựa mà nó thấy cái thì nó rất là, nói chung là nó rất muốn đi động cái các bạn. Thế từ sáng có một người hỏi giá đấy thôi anh. Dắt về rồi. Dắt về. Chủ nó cầm được nhỉ. Cúi tiền bên này cơ. Úi. Hả bác? Tiền đây bác. 80 triệu. 75 bán. 75. Bán này cho bác chỉ cái dân cả. Đây chỗ. Giờ về à? Thế mình nhà mình có trang trại không nhỉ? Có chứ nhỉ? Có trang trại bé thôi. Có ngựa bạch là biết là có trang trại rồi. À thay ấy à? Chưa. Buộc thêm. Cưới nó đi về chứ. Xin chào. Xin chào chú ngựa bạch. Hẹn tuần sau nhá. Hẹn tuần sau lại rảnh ra. Con này nó nhát các bạn. Mình người lạ vào nó hơi nhát. Chủ nó còn nhát kìa.
Có đấy sáng người ta báo là 80 triệu, bây giờ cũng báo thế. Có sáng có một người hỏi rồi 75 triệu bạn ấy không? À đâu, 70 triệu. Có người trả 70 triệu rồi bạn ấy chưa bán các bạn. Ở trên kia cũng có một con ngựa bạch. Có đấy người ta cũng báo 80 triệu. Ở trên cùng kìa các bạn kìa. Thì bây giờ thì mình sẽ nên quay cho mọi người xem nhé. Đây hả? Cặp này bác mua rồi à? À bán à? Chắc lại dắt về à? Chắc lại không bán được dắt về rồi. Con to kia chắc phải trên 45. Trên đầu 4. À, kia con ngựa màu trắng, không phải ngựa bạch các bạn. Ở trên cùng cơ. Con kia là chỉ màu trắng thôi. Bây giờ này mình sẽ lên quay cho mọi người xem nhé. Đây này. Con này con cái, lúc sáng mình đang thắc mắc là con cái hay con đực các bạn. Nhìn với khủng chắc. À con cái. Con này con cái, con này đang có bầu đó. Mình đang thắc mắc suốt từ sáng là con này có bầu hay không. Con ngựa của anh ấy. Con này như kiểu có bầu nhỉ. Con này có bầu không? Con trắng á. Thế bụng nó to nhỉ con cái. Đây á. À con đỏ thì này. À tầm này thì nó đang nhưng mà con này thì chắc là chưa có bầu được nhỉ. Nếu mà tầm này à lại phải tớp á. Chắc là chưa bầu được đâu nhỉ. Con này không biết được mấy tháng rồi. Được 3 tháng nhỉ. Rồi, tầm 3 tháng. Con này anh bán bao nhiêu ạ? Cả hai con ấy. Con này chắc là chưa tách được chứ. Phải bán cả cặp. Như cả cặp này bao nhiêu ạ? À? Tầm 40 à? Như con là tầm 18 không? Đoán vậy. Nó chưa trả, 12 à? À 10, cứ gọi là 15 đi, 15 này, 15 là con mẹ. 30, 45, 30, 45. Chắc tầm 43, 42 à? Con này 3 tháng tuổi các bạn tầm đấy. Mình không nuôi ngựa nên không biết đoán vậy. Đi trên toàn đoán. Đi quay ngựa toàn đoán đấy. À, con này con đực nha các bạn nhé. Con ngựa đực. Ờ à, nhưng mà con trâu gọi là con người ta gọi là con nhỏ này gọi con nghé thì con nhỏ này thì gọi con gì? Ngựa con này. Không có tên khác nữa nhỉ? Con bê, con ừ, đấy. Nghe thì con ngựa là ngựa con thôi. Ý nói là như thế gọi. Gì ngựa con nhỉ? Không có nghe ngựa. Đấy, đang thắc mắc ở cái điểm đấy. Chỉ có ngựa con thôi. Là ngựa con. Ôi. Đã thò lò dài chưa cơ? Ở trên này có con ngựa bạch người ta về rồi. Ở trên này có con ngựa bạch người ta dắt về rồi các bạn. Tóm lại thì đây có con ngựa lai thì mình quay ở video trước rồi. Thì mời các bạn lên lên kênh xem nhé. Úi giời. Con này tầm ba mấy? Dạ, hơn 20 lắm. Chưa răng gì quá. Chưa có răng. Chưa được tuổi nhỉ? Chưa thay mà, chưa. Không biết xem đến lắm lúc thay không biết đâu. Đâu chú nào?
chụp hay là quay? À quay, quay con ngựa bạch bên kia kia. Quay con ngựa bạch bên kia đẹp kìa. Con này, con này là gì đây? Đây. Đây. Ở đây đây. Không đá đâu. Nhưng mà chụp hay là quay? Nhưng mà chụp hay là quay? Em có biết gì đâu, tự nhiên anh kia anh lôi em bảo là người ra đây. Giới thiệu là người Yên Bái để quay chụp cái gì? Đúng rồi, em là người Yên Bái mà. Nhưng mà nó lên hình rồi còn đâu nữa. Anh phải cho em có sự chuẩn bị chứ. Nhưng mà đi cứ đứng ở đây. Cứ đứng ở đây. Anh ơi, mua ngựa đi anh. Ngựa nhà anh em đấy. Cưỡi lên là anh mua đúng không? Nhưng anh có chắc chắn với em là anh cưỡi, em cưỡi lên là anh mua không? Chắc chắn. Nếu anh chắc chắn với em cưỡi luôn. Anh hôm nay là không mất tiền đi. Nói chuyện gì mà. Bây giờ anh chỉ cần chắc chắn với em một câu là em chỉ cần nhảy lên lưng nó là anh mua là em nhảy luôn. Nhưng mà quan trọng là mua người anh mua người ấy, nhưng mà trọng. Không, em đang bắn ngựa anh này bảo mua người. Bảo người, em đang bắn ngựa cơ mà. Nhưng em nhảy lên là mua, có người mua. Mua cả người, ngựa là có người mua. Em chỉ bắn ngựa thôi, em không bắn ngựa. Nhưng mà em thì có người rồi. Nhưng mà rất tiếc là không phải ngựa của chị đâu. Thế thì chị nếu ngựa của chị ngồi lên đây tôi mua luôn cho con. Thật đấy. Chú ạ. Ông mua ngựa không ạ? Cả người ngựa. Ông chắc chắn chưa ạ? Chắc chắn rồi. Chủ ngựa đâu ạ? Cưới lên đi. Chủ ngựa đâu ạ? Chủ ngựa đâu để xin phép là để em cưỡi ngựa lên. Tại sao lại có cái chủ ngựa vào đây bán ngựa à? Chủ đây. Thế nó mới là cái câu nói ấy chứ. Đây chủ đây, chủ đây. Rồi lên đây, tôi mua luôn. Thế lại đánh đối nhau rồi. Bảo mua cả người như người thì không, người thì không bán rồi. Người ta không lấy là tôi lấy rửa thôi. Người ta rửa cho mày. Hay là người rửa cho ông này. Như thế là không được rồi, thế là làm khó nhau rồi. Thôi hẹn trưa ngày mai. Trưa ngày mai thì làm gì có gì anh? Chưa xem ở trên kênh là có. Trên kênh. Có mặt em ở trên. Mình quay thôi, không chụp ảnh. Đây Tây Bắc TV. Nhưng mà cùng thôi, nói chung là trưa ngày mai có. Em thì thật ra là em chưa được theo dõi kênh của anh em ấy. Không, mình quay chơi thôi. Tại các chú đi buôn ngựa các chú thấy thường xuyên thôi. À. Chứ mình quay chơi thôi. Mục đích. Đây đây, thần tượng. Không, có thấy nhiều mà. Thần tượng. À. Đấy, thần tượng. Thấy đi chợ gặp nhau suốt mà. Em thì lần đầu tiên từ Yên Bái lên đây. Thế hôm nay đi mua được nhiều gì nhiều chưa? Chục con. 11 con. Không. Bảo đi mua các thảo dược cái thực ấy ở đây cơ. Thảo dược chưa? À chưa. Em đang nói chuyện ngựa thôi. Thường mua ngựa thì này chỉ thích ngựa thôi. À. Càng to càng tốt. Tưởng mua. Con nào đã càng phải là. Tưởng mua đồ gì cho Lam chứ. Hoặc là không ai dùng anh ạ. Sâm cau hoặc là nấm ngọc cẩu hay là cái gì đó. Chưa dùng cái đấy đã mệt rồi, không chịu được rồi, dùng cái bạn chết người à. Tăng cường. Cô này cô thích con ngựa to nhất chứ. Con ngựa bạch đẹp kìa, gì kìa? Không, con này xấu, con ở dưới kìa. À, con về rồi. Về rồi đúng. Con kia về rồi ạ. 70. 80 triệu đó, 95 triệu. Sao người ta báo từ sáng là 80? Không, con này con khác. Không, con giá trị cơ. Có hai con à? 70. Sáng nay hỏi con kia 70. 70, chính xác là 70. 90 chắc là con trên này. Đúng rồi, con đổi trên này. À, con dưới kia là 70. 70. Con đẹp kia là 70 thật. À, rồi ok các bạn nhá, video ngựa thì mình cũng xin kết thúc ở đây vì mình quay khá là lâu rồi các bạn. Đấy, ở trên chợ thì cũng rất là vui, nhiều cảnh các bạn. Đấy, các bạn xem thì các bạn nhớ theo dõi kênh ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.